dành cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai anh, đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành cho anh, đừng đem sớt chia tình em cho ai. Xin ở lại bên anh, đừng vội vàng say cuốn. Say đắm như du hồn em, màu vàng đắm say. Người...
đời ta chỉ yêu nhau mà thôi. Hoàng tử của em, trời vào xuân.
mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thân thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lai hoài nhang. Bao đau thương cô lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian trên đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh câu hoa tranh. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình. Trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá re chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Gian anh gom vào mây. Bao gian trên đôi nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lời ngàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình. Trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá re chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà
mi lại để anh nắm tay diều đi. Chú rể Xuân Trung cùng với cô dâu Huyền Thương đã chính thức làm xong thủ tục thắp hương gia tiên. Chú rể Xuân Trung đã dìu người vợ của mình ra trước khán đài A của ban tổ chức. Chú rể Xuân Trung đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện Nghìn Đẻ Một Đêm, và từ giờ khắc này trở đi Đôi Duyên Mới chính thức bước vào vương quốc của trẻ mãi không già. Chúc mừng hạnh phúc cho Đôi Duyên Mới. Trước khi vào buổi lễ, thay cho lời cảm ơn của mình cũng như lời chào của mình tới toàn thể quý vị, trân trọng kính mời chú rể Xuân Trung sẽ giữ người vợ của mình đứng dậy để ra mắt và cúi nhẹ cái đầu gửi tới tình cảm toàn thể quý vị trở về đây chúc phúc cho ngày vui của mình, và sẽ trao bó hoa tươi thắm cho người vợ thân thương của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời hai em chúng ta sẽ đứng dậy vào chương trình buổi lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho Huyền Thương cùng với Xuân Trung trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính thức được bắt đầu. Quý vị, giây phút vừa qua hai em đã cúi nhẹ cái đầu cũng như để gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Thông qua buổi trưa ngày hôm nay, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức của gia đình, những người làm chương trình xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt đông đủ của quý vị cô chú các anh chị các bạn trở về chứng kiến ngày vui ngày hạnh phúc của Đôi Duyên Mới. Giây phút này cho phép cháu được thay mặt cho ban tổ chức của gia đình họ nhà gái xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho phái đàn họ gia đình nhà gái sẽ bước ra trước hội trường có đôi lời phát biểu và chính thức trao dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè năm nữa gần xa của hai cháu. Để qua cái quá trình tìm hiểu của hai cháu, cháu Trung và cháu Thương, được sự đồng ý của hai cháu, được sự cho phép của cha mẹ hai bên và được sự nhất trí của chính quyền hai xã Quỳnh Khê và Quỳnh Trang. Hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức buổi hôn lễ mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Trước hết để thay mặt cho gia đình hội nhà gái, chúng tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và bạn bè năm nữ gần xa của hai cháu chơi trò uống nước, hút thuốc và chung vui mừng hạnh phúc trăm năm với hai gia đình chúng tôi. Và sự hiện diện của quý vị đại biểu ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là đông vui như thế này cũng là niềm vui cho hai gia đình, niềm hạnh phúc cho hai cháu. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới thì xin kính chúc quý vị đại biểu và các cụ công các bà là năm mới chúng ta có một cái sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng và mọi sự như ý. Về phía gia đình nhà trai nhà gái chúng tôi thì tiếp đón có điều gì mà còn sơ suất thì mong quý vị đại biểu hết sức thông cảm cho gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và giây phút này thì cho phép cháu được thay mặt cho ban tổ chức của gia đình họ nhà gái
một lần nữa được trân trọng cảm ơn lời phát biểu rất là mộc mạc và ân tình của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ gia đình nhà gái. Kính thưa toàn thể sư nôn rất trân trọng và kính mến. Thật đúng là mẹ trong em đôi mắt để được ngắm nhìn anh, mẹ trong em đôi môi hôn người dưng khắc họ, đôi bàn tay thon nhỏ để chăm chút đời anh, một trái tim ửng hồng chia sẻ niềm đau khổ tất cả em gìn giữ để ngày nay cho anh và để liên tục chương trình buổi lễ vô quy. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về ban tổ chức để chứng kiến nghĩa cử tình cảm cao cả nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bố và mẹ thân sinh ra cô dâu yêu thương sẽ bước ra trước ban tổ chức của gia đình có món quà cũng như kỷ vật để trao cho hai con của mình, thay lời chúc phúc của bố mẹ dành cho hai con trong ngày vui ngày hạnh phúc hôm nay. Chúng ta cùng nhau một tràng pháo tay thật lớn để chứng kiến tình cảm này. Pháo tay thật lớn quý vị ơi. Và xin mời Xuân Trung sẽ dìu người vợ của mình đứng dậy để đón nhận tình cảm của mẹ sẽ dành cho ngày vui ngày phúc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức của gia đình, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy tự nhiên ăn trầu uống nước hút thuốc để mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới, những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày vui ngày hạnh phúc của Hiền Thương trong buổi trưa ngày hôm nay, được đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị và được đón nhận món quà về tinh thần và vật chất của bố mẹ dành cho Hiền Thương cùng với Xuân Trung trong ngày phúc hôm nay. Và kính thưa toàn thể sư đoàn rất trân trọng và kính mến, thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và ban tổ chức của gia đình trân trọng kính mời những nhà ghi hình nhiếp ảnh, những máy quay iPhone 6+, iPhone 4, iPhone 5, Sony, chúng ta sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đôi duyên mới. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho chứng kiến cho tình cảm này của bố mẹ sinh ra cô dâu Hiền Thương dành tặng cho đôi duyên mới. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Xin được trân trọng cảm ơn. Đến bến bờ của hạnh phúc một lần nữa, thay cho lời cảm ơn của đôi duyên mới, trân trọng cảm ơn tình cảm của bố mẹ rất nhiều. Kính thưa toàn thể sư nôn rất trân trọng và kính mến, cô dâu Hiền Thương cùng với chú rể Xuân Trung có được niềm vui niềm hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ công cha nghĩa mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng kính mẹ kính cha, cho chọn chữ hiếu mới là đạo con. Và để liên tục chương trình buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới cũng như để đáp lại lời phát biểu lời cảm ơn của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ gia đình nhà gái, giây phút này cho phép cháu được thay mặt cho gia đình xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu và chính thức nhận dâu. Trân trọng kính mời bác. Cô bà, cô dì, chú bác, kính thưa bạn bè của hai gia đình cũng như hai cháu, hôm nay là qua được sự đồng ý của hai cháu trong quá trình tìm hiểu nên vợ chồng, được sự nhất trí của hai gia đình chúng tôi, hôm nay là ngày đình tốt, tôi đại diện cho nhà trai tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các ngoại và ông bà sinh cháu nuôi lớn trưởng thành, nay đã học hành đầy đủ và lại về làm con cái gia đình chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn và từ giờ phút này thì hai cháu là hai con của hai gia đình và là dâu hiền rể thảo là coi như là về gia đình chúng tôi. Còn mọi cái công việc thì trong quá trình về dâu hiền rể thảo và xây dựng hạnh phúc trăm năm, làm công dân tốt, làm con cái tốt, chịu trách nhiệm với hai gia đình. Cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc toàn bộ họ nhà gái và bạn bè, các khách quý lời cảm ơn. Tôi xin hết. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt cho ban tổ chức của gia đình một lần nữa trân trọng cảm ơn lời phát biểu, lời cảm ơn của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ gia đình nhà trai, lời phát biểu lời cảm ơn của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn họ gia đình nhà gái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một vườn cây xanh hoa trái hương. Thuyền ai qua sông dòng họ mình bằng lòng khi em anh đón em về. Dù gió trời mưa đường trời có khó đưa dâu, bằng lòng đi em dưới mái xanh nghèo về đây. Người thương chỉ có thơm lòng có chuyện tiền mà lá để yêu em. Ôi ngõ hoa tim trôi yêu xiu, dòng sông nước chảy yêu du anh thấy em nhỏ xiu nhỏ xiu. Nên em nhớ à hồi a à, tính tình
đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Để báo hiệu một mùa xuân đã đến, một tình yêu hạnh phúc tương lai.
nay lại đến với tất cả các bạn trẻ, nam nữ thanh niên chúng ta. Vâng, và hãy thử gọi xem đến hôm nay, giờ phút này đây là trong tiếng nói cười, Hiền Thương đã về làm dâu trong ngày cưới. Xuân Trung là chú rể, là tâm hồn. Và các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta rất nhiều, vâng, đã rất là vui và rất nhiệt tình với ngày cưới của cô dâu và chú rể, với đôi bàn chân mềm dẻo và tấm lòng nhiệt tình của các bạn. Trẻ xanh hương vị của quê nhà, hãy nhẹ nàn khỏi thuốc thơm trên bầu trời xanh bao la, và cùng chúc cho hai núi hai nhà chung một ngõ, tứ hải giao hưng chỉ có một cầu. Xin trân trọng kính mời và kính mời, vâng, và cũng như để mở đầu cho trao văn nghệ mừng duyên hạnh phúc năm cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, trân trọng kính mời toàn thể quý bà con cô bác chúng ta hãy lắng nghe giọng hát của bạn trai Nguyễn Phan, một trong những người bạn của chú rể nên góp vui chương trình văn nghệ mừng duyên hạnh phúc năm cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Nguyễn Phan. Dạ vâng, lời tiên chúc phép Nguyễn Phan xin gửi tới toàn hội và toàn hội hội chúng ta một lời chúc sức khỏe cũng như một lời chào trân trọng nhất để tiếp theo chương trình chúc phúc cho hai chị ngày vui ngày hôm nay. Nguyễn Phan gửi tới toàn hội hôn một ca khúc mang tên Nụ Hôn Xó. Vâng, ta phút này sẽ diễn tả lại câu chuyện tình yêu của hai chị lúc đang yêu nhau. Vâng, và có lẽ là xin
núi Thái Sơn tiếng công cha nhớ mãi, nước trong nguồn như nghĩa mẹ không quên. Để tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời toàn thể quý khách thân chúng ta hãy chứng kiến tình cảm thiêng liêng nhất của người mẹ sinh thành ra chú rể nên có chiếc quà kỷ niệm trao cho con của mình trong ngày cưới. Xin trân trọng kính mời bà. Anh em thật mặn nồng, hôm nay anh có thiệp hồng, em gái xin hát tặng bài ca. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu quý bà con cô bác chúng ta hãy lắng nghe giọng hát của người em gái. Để tiếp theo chương trình văn nghệ thì mừng hạnh phúc cho hai anh chị, hôm nay em xin gửi tới một hôn bài ca khúc Qua đêm nay ạ. Chào cho cháu của mình trong ngày cưới. Xin trân trọng kính mời người cậu của chú rể hãy lên trên sân khấu phòng trà để có chút quà kỷ niệm. Vâng, xin được thể thú chúng ta hãy lựa chọn pháo tay dọn dào và làm nhiệt để chào mừng ngày phát âm cho đôi bà trẻ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin chân thành cảm ơn tấm lòng của người với giọng hát của anh Di Đông. Vâng, và còn em cho chúng tôi xin được nhường lại nơi tâm sự cho anh Di Đông. Đoán ra trên đời của Noan. Trần này, chào mừng anh đây. Xin được gửi tới quý khách Tron một sáng tác của Thanh Tùng được mang tên là bài hát Câu chuyện nhỏ của tôi. Thank you.
xuân, áo lạnh của xuân trong ánh mắt người. Hãy cho em nụ hoa, cho nụ hoa trên bên tôi người. Tôi nghe đám cười, không như âm thanh ca mơ. Tôi nghe đôi người, không như âm thấy vui lời. Xin mẹ nói về, hát xin ta thương nghe. Để thương cho nhiều, thay ngát một cuộc đời thật nên thơ, mãi mãi theo dù một lần mà một người đã yêu em. Hãy chào em mùa xuân, áo lịch mùa xuân trong ánh mắt. Hãy cho em nụ hoa, cho nụ hoa trên tim mỗi người. Tôi nghe đất trời ôm tiếng thanh vui mừng. Tôi nghe mỗi người ôm tiếng thanh vui mừng. Xin nghe mỗi người ôm tiếng cho tôi nghe. Xin chân thành cảm ơn anh Thi Đô rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể các cụ, các bà, các bác chị, các bạn trẻ, nam nữ thân tình quý mến, để có cô dâu hiền thương, trưởng thành và xinh đẹp được như ngày hôm nay, phải trải qua bao nhiêu ngày tháng gian lao và vất vả của công cha nghĩa mẹ, nâng niu như quả trứng, trong lo phút tưới chư trồng cây con, nghĩa tình ấy ví tựa núi non, gian lao vất vả để nuôi con nên người, nay đi xây dựng cuộc đời, chia tay cha mẹ, dặn lời nhủ khuyên. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trịnh trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị tân khách đại diện cho đảng, chính quyền địa phương của hai xã Quỳnh Trang và Quỳnh Khê. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên, bốn họ của hai gia đình, cùng bạn bè thân hữu của hai gia đình và hai cháu. Thưa hội trường, trải qua 5 tháng tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương và được sự đồng thuận của hai gia đình, hai bên bốn họ, hôm nay hai gia đình tiến hành nhân ngày lành tháng tốt đầu xuân năm mới tổ chức lễ vi quy, tổ chức lễ vu quy cho hai cháu được sự hiện diện đón tiếp của các quý vị đại biểu cũng như toàn thể bà con họ mạc đôi bên đã về chung vui chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu ngày hôm nay. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin được bày tỏ cảm ơn sự có mặt hiện diện của các quý vị đại biểu cũng như các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai bên đã về chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu cũng như hai gia đình đã có dâu hiền rể thảo trong ngày vui ngày hôm nay và ngày hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Tôi là người ông cũng xin được căn dặn
cho hai cháu. Buổi hạnh phúc hôm nay là các cháu đã được đón nhận những tình cảm sâu sắc, những giờ phút trọng đại ngày hôm nay là các cháu ghi nhớ là có các cụ, các ông, các bà đã về chung vui và mừng hạnh phúc cho các cháu, thì các cháu phải có trách nhiệm làm thế nào là dâu hiền rể thảo, xây dựng hạnh phúc gia đình đầm ấm, có trách nhiệm nhường trên kính dưới, hòa thuận trong gia đình để hạnh phúc các cháu trăm năm bền vững. Trước khi dừng lời, thay mặt cho đại biểu gia đình họ gái, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn trong hôn trường ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, giành mọi thành tích trong năm 2018. Xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn vì đại biểu đại diện cho họ nhà gái. Và đúng là lời phát biểu rất lung na ngắn gọn, có đôi lời để căn dặn hai con, thủy chung con phải sắc son, làm dâu con phải làm tròn vận dâu, công cha nghĩa mẹ cao sâu, hiếu tình vẹn cả là câu ghi lòng, mẹ cha chỉ có chờ mong dặn con từ ở đáy lòng thân yêu. Và lời dặn con của vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái tới với cô dâu đi làm dâu hôm nay như thế này: con ơi, con đi làm dâu con phải thật thà, không nên dối trá hoặc làm những điều không hay, vì ở đời thì còn nhiều chuyện dở hay. Con ơi, hãy chọn điều hay con làm, ăn ở sao cho có sống có nàng, thương cha thương mẹ, yêu chồng quý con, một lòng một dạ sắc son, trai tài cho họ nhà gái. Và bác cũng đã chuyển đến toàn thể quý khách tân hôn lời chúc sức khỏe tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và để tham gia chương trình, trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các bà, các bác, các chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta lại tiếp tục hướng lên sân khấu phòng trà để chứng kiến tình cảm của người dì, của chú rể, nên có chút quà kỷ niệm trao cho cháu của mình trong ngày cưới. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cái gì? Không mời em ạ. Vâng, và đúng là mừng cho hạnh phúc nữa đây. Bạn bè này xin hát tặng lời yêu thương, hát dù quả ngọt trái thơm thì lạ quen đâu cũng trong vườn nhà ta. Và để tiếp theo chương trình và cũng như theo yêu cầu của tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên và theo yêu cầu của chú rể, trân trọng kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy lắng nghe giọng hát của bạn trai Đình Hải. Vâng, trân trọng kính mời Đình Hải và Trương lên trước sân khấu hội trà để góp vui hạnh phúc. Thì hôm nay đám cưới bạn Trung thì mình xin gửi tặng bạn Trung một bài hát lại thêm yêu. Xin trả lời ôn một tràng vỗ tay không nhỉ? Để chung đưa đón thương xa
muốn phương trời xây thần bình. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm sao cứ như vậy, em hiển nhiên chết từ đường còn đây. Bốn phương trời xây thành đi, buổi chiều còn gặp nhau đây, em ngồi đây tớ tưởng riêng mình với niềm mơ ước về quay. Em ơi, ước gì mình là sao đêm, mình là đôi chim hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều. Cô dâu và chú rể xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn trẻ nam nữ thanh niên chúng ta rất nhiều đã rất nhiệt tình với ngày vui của cô dâu chú rể trong buổi hôn lễ hôm nay. Vâng, và một lần nữa ban tổ chức xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, các bác, các chị, các bạn trẻ nam nữ thanh niên kính mến, trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đợi chờ cô dâu. Nhà trai mong đợi đã lâu hôm nay mới được đón cô dâu về nhà, vậy họ gái đã phát biểu rồi, nhà trai xin có đôi lời cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức xin trịnh trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai nên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Đảng ủy ủy ban xã Quỳnh Trang kính thưa các cụ, ông, cô bà, cô dì, chú bác, nội ngoại, thông gia, liên gia và bạn bè của hai cháu. Hôm nay qua quá trình tìm hiểu, hai cháu đã xây duyên vợ chồng được sự nhất trí của hai gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi hai họ đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu cùng các ban ngành đoàn thể. Từ giờ phút này, hai cháu là con của hai gia đình, là dâu Hiền, là rể Thảo, là con của gia đình, con cháu của gia đình chúng tôi.
tôi có đôi lời các cháu để các cháu xây dựng hạnh phúc trong năm, là con ngoan của gia đình và là người công rất công dân tốt. Và cuối cùng tôi thay mặt nhà trai xin kính chúc hai họ mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn vị đại biểu đại diện cho nhà trai. Vâng, và đúng là trai của xã Quỳnh Trang thì vui tình như dòng mây hội ngộ, gái của xã Quỳnh Khê thì mừng duyên như cá nước tương phùng. Đấy mới gọi là nam hôn đa hỷ khánh, nữ kế cận thừa nong, đẹp duyên con là cha mẹ mừng lòng. Mừng bốn chữ nghi kỳ gia thất, ngày hôm nay thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cho hai con về chi kỷ mối lương duyên. Và hai gia đình họ nhà trai và nhà gái nhà ta hôm nay không những khác thổ canh mà còn khác cả thổ cư, nhưng đôi bên bốn họ vẫn như một nhà. Cho dù cạn nước không hà thì đôi bên bốn họ vẫn là anh em. Đó là lời phát biểu cũng như là sự mong muốn của vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai. Và bác cũng truyền đến toàn thể quý khách thôn lời chúc sức khỏe tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bà, các bác, các chị, các bạn trẻ đang mới tình đến, không có cuộc vui nào mà không tàn, không có đóa hoa nào, thứ nào mãi.